Xin chào toàn thể anh em, mình vừa mới kết thúc quãng đường Hà Nội Sài Gòn, thì đi mất 2 ngày 1 đêm, 2 ngày 1 đêm, xuất phát từ 4 giờ sáng ngày hôm qua đến hôm nay vào đến đây là 5 rưỡi chiều. Đấy. Có một cái công trình ở Đồng Nai, đấy. Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Đấy. Anh em ở khu vực Sài Gòn thì trong 2 ngày cuối tuần nếu như mà có thể bố trí qua xem được ở đây thì alo cho em. Thì anh em qua xem mẫu và em sẽ tiếp tục đấy, tiếp tục gửi đến anh em những cái mẫu nhà như thế này, thì anh em có thể làm được những cái mẫu nhà Bắc Bộ ở trong khu vực các cái tỉnh thành miền Nam. Đấy, đây là một cái căn 3 gian, đấy, 3 gian ở đây, một căn 5 gian, đấy, 5 gian đủ 6 vì luôn. Đấy, căn này thì có diện tích là lòng nhà 6 mét, lòng nhà 6 mét, hiên là 2 mét, 8 mét, cộng với cả mỗi một gian là 2 mét 8. Đấy, nhân với 5 thì là rơi khoảng 14, hơn 14 mét đấy. 8, 14 thì nó khoảng hơn 100 mét vuông một chút đấy. 5 gian gồm có 3 gian và 2 buồng đấy. Làm 2 buồng lồi hết ra phần mặt hiên để lộ 5 hàng tàu mái đấy. Như làm như thế này thì là đúng lề lối theo kiểu Bắc Bộ, rất đẹp đấy. 2 buồng diện tích sử dụng nhiều đấy. 8 mét nhân với cả 3 mét là 24 mét vuông một cái buồng đấy. Có làm cả 2 nhà vệ sinh lồi ra đằng sau, thì kết hợp không gian nhà ngang làm nhà bếp, nhà ăn, nhà phụ trợ. Đấy, còn nhà chính 5 gian để chơi, kết hợp bày đồ ở thờ tự gia đình. Đấy, căn nhà này thì được đưa vào đây và lắp dựng là ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch, anh em bắt đầu lên xe chuyển vào. Đấy, thì nếu như anh em có nhu cầu thì mời qua đây. Alo cho em, số điện thoại của em là 0963177806. Lát em sẽ để trên bài viết, thì anh em qua đây thì sẽ cùng nhau tham khảo, trao đổi thêm về cái mẫu mã, thống nhất được hình thức làm thì bên em sẽ tiến hành làm và lắp dựng vận chuyển vào đến đây. Ở nhà thì đang còn một cái bộ gỗ, ở nhà đang còn một cái bộ gỗ bằng gỗ bạch đàn xoắn. Nghe cái tên này thì ít người có thể là nắm được, nhưng mà cái gỗ này thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn làm mới bằng gỗ linh nam phi. Chắc chắn một điều là sẽ tốt hơn là mới bằng gỗ linh nam phi, chính là cái bằng gỗ bạch đàn xoắn. Thì anh em có thể tham khảo. Đấy. Cửa này thì cửa đi vào buồng ở ngoài hiên, có cả ngoài hiên và trong nhà luôn. Đấy. Cửa đi vào buồng. Hôm nay hơi tối, bởi vì là chiều tối rồi, ánh sáng nó không được tốt lắm. Ánh sáng nó không được tốt lắm. Đấy. Cửa ngưỡng bạo, tất cả mọi cái đầy đủ, lề lối. Đấy. Cửa bức bàn đục. Đấy. Rất ok. Hàng hiên rộng 2m2. Nhà này cao to, dạ tàu cao, rất là phù hợp. Đấy. Cao to, dạ nhà tàu cao rất là phù hợp. Đấy. Đây là một cái căn nhà bên mình đã dừng gia công. Đấy. Hai cái buồng ở trong buồng thì cũng có vì kèo luôn. Ở trong buồng thì cũng có vì kèo cột luôn. Đấy. Gian buồng sử dụng rất rộng diện tích. Nếu như mà gia đình đông có thể ngăn chỗ này ra làm 2 phòng luôn. Đấy, nếu như mà cần nhiều phòng diện tích sử dụng, nới rộng cái này ra thêm khoảng 1 mét nữa và ngăn ra làm đôi thì sẽ được 2 cái buồng. Nếu mà chia được 4 phòng. Đấy, 3 gian giữa này, 3 gian giữa cực kỳ rộng và thanh thang luôn. Lối nhà kẻ chuyển con chồng. Đấy, đổ 2 bức thuận đổ lỗ bút măng. Đấy, anh em có thể kê đồ sập vũ tủ chè. Đây là mới kê hôm nay, đồ mới chuyển đến buổi sáng nên mới kê sơ vào đây thôi. Mai sẽ sắp xếp lại để cho nó đầy đủ hơn. Đấy, cột đường kính trên 30, cao 5 mét. Lối nhà rất là vừa vặn. Vừa vặn, rất là hay, thú vị. Thì mình đang ở trong Đồng Nai này, gần thành phố Biên Hòa. Thì anh em ở gần thì có thể qua đây, anh em mình sẽ trao đổi về cái mẫu mã thực tế. Đấy, anh em có thể ưng chỗ này và hài lòng điểm này và hài lòng điểm kia, chưa hài lòng thì mình cùng nhau, nếu mà anh em làm thì mình cùng nhau mình có hướng mình xử lý. Bộ khung nhà như này hoàn thiện lên rất đẹp, anh em sẽ qua xem trực tiếp nhé, anh em sẽ qua xem trực tiếp thì sẽ đẹp hơn. Đấy. Lắp cái bóng đèn ở đây là hơi bị sai vị trí rồi, không hắt hết được lên phần trên, không hắt được hết được lên phần trên, hơi bị sai vị trí chỗ bóng đèn rồi. Cùng với cái nhà chính, mai mình sẽ quay một cái video nữa vào ban ngày.
độ sáng cũng tốt hơn. Nhà chính ở đây là một cái nhà ngang, là nhà bếp, nhà ăn, nhà phụ trợ cho nhà chính. Nhà này thì mình cũng sửa lại từ một bộ khung nhà cũ, để cho chú làm một cái nhà ngang, nhà bếp đấy, sơ chế thức ăn để vật dụng gia đình cá nhân đấy. Bé bé thôi nhưng mà kẻ truyền cũng rất đẹp đấy. Kẻ truyền nhà ngang bé bé nhỏ nhưng mà rất là đẹp, xinh xắn đấy. Thì thường thì làm thì một cái nhà chính này thì mình nhận cái nhà chính, còn cái nhà ngang này thì gần như để làm giúp thêm phần công, chả đáng bao tiền. Rồi nếu mà anh em có bộ nhà cũ thôi thì mình sẽ sửa lại, còn nếu mà chưa có nhà cũ thì mình sẽ kiếm một cái nhà cũ và lắp dựng cho anh em. Đấy, ok. Lên một bộ nhà rất là hoành tráng, càng to rộng. Rất đẹp luôn. Anh em có nhu cầu rồi ở khu vực Sài Gòn, có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Có những bộ nhà rất ưng ý cho anh em. Xin chào, cảm ơn tất cả anh em.